Thưa quý vị, với những bệnh nhân bị dị tật môi hở, hàm ếch và các dị tật ở mặt, tuy không gây hại đến tính mạng nhưng những dị tật này lại ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tâm lý của người bệnh. Vâng, và hiểu được điều đó, từ năm 2011 đến nay, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng đã phối hợp với tổ chức Divermes đến từ Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho các trường hợp bị sứt môi, hở hàm ếch, dị tật vùng mặt cổ, chỉnh giọng nói hoặc là sẹo sâu sau phẫu thuật, với mong muốn mang lại nụ cười cho các bệnh nhân không may bị các dị tật vùng hàm mặt. Và qua hơn 10 năm thực hiện, chương trình đã mang lại nụ cười cho hàng trăm người, trong đó phần lớn là trẻ em, không chỉ mang lại sự tự tin cho bệnh nhân mà còn đem lại niềm vui cho nhiều gia đình. Như hàng chục trường hợp khác may mắn được chỉ định phẫu thuật miễn phí lần này, anh Trương Văn Cạn ở Bình Định đã khăn gói đưa con đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng từ rất sớm, để con trai 3 tuổi của anh sớm được phẫu thuật dị tật bớt ở vùng mặt. Khi mà cháu sinh ra thì có cái bóp chàm lông trên mặt, nửa mặt, thì tôi và gia đình rất là lo. Thời gian qua là cháu này được 3 tuổi rồi, nghe được thông tin mà có đoàn bác sĩ nước ngoài về để phục vụ cho người dân Việt Nam mình, với lại cho các cháu bị hở hàm ếch, dị tật trên mặt, thì gia đình tôi rất là vui vẻ và lấy niềm hạnh phúc và đưa cháu ra liền luôn để được điều trị. Còn với vợ chồng anh Lý A Bành đến từ huyện Bờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk, từ khi con chào đời đến nay đã tròn 9 tháng, với dị tật bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch. Nhưng cho sống ở vùng sâu, vùng xa, lại không có điều kiện thăm khám cho con, nên khi tiếp cận được chương trình này, anh chị rất phấn khởi. Mình cũng không biết là con mình sẽ bị dị tật. Sau mình biết là đã sinh ra thì mình cũng lo lắng, nhưng mà sau khi mình biết là trường có chương trình đi phẫu thuật miễn phí thì mình cũng đưa con ra đây để phẫu thuật. Mình cũng rất vui mừng vì có cái chương trình phẫu thuật miễn phí. Trong đợt này, có hơn 200 người được khám và điều trị, trong đó có 50 ca được chỉ định phẫu thuật. Bệnh nhân có độ tuổi từ 1 đến 40, trong đó chủ yếu là trẻ em và hầu hết đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Bình Phước, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Lào Cai. Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo và cùng làm việc với các bác sĩ tại địa phương. Hiện tại chúng tôi kết hợp với cả các bác sĩ ở Đại học Đà Nẵng, Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế đều đến đây và mổ cùng chúng tôi. Vì điều trị sau mổ cho bệnh nhân như điều trị cô ngữ, điều trị chỉ nha, cần phải theo dõi lâu dài, cho vậy rất cần sự hỗ trợ của các đồng nghiệp tại địa phương. Có những cái trường hợp mà có những cái dị tật vùng mặt mà phải nói rằng là cái thời gian qua chúng tôi đi thăm khám thì ở những cái vùng sâu vùng xa họ có những cái dị tật vùng mặt mà rất nặng mà họ không biết mổ ở đâu, thì sau khi về thì đoàn với mít thống nhất cũng đã lên chương trình mổ và có những ca mổ gần như 8 tiếng để trở lại cái khuôn mặt cho bệnh nhân. Qua hơn 10 năm thực hiện, chương trình đã khám cho hơn 3.600 người, chỉ định phẫu thuật gần 1.300 ca và các điều trị khác hơn 390 bệnh nhân. Tất cả đều được miễn phí hoàn toàn các chi phí điều trị và một phần kinh phí ăn ở đi lại trong quá trình khám chữa bệnh. Hy vọng rằng trong thời gian tới, hoạt động này sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng để nhiều người không may bị dị tật vùng hàm mặt sớm được phẫu thuật miễn phí, có cơ hội được lành lặn trở lại như bao người bình thường khác.